Theo tôi, tốt nhất nên đem cháy đến bệnh viện. Không thể được, bởi vì ngày mai ngài phải dâng thánh lễ. Thôi cứ để cho ngài nghỉ đi. Tôi tin nơi ông. Xin đừng nói với bất cứ ai về những gì ông nhìn thấy nơi đây. Xin chào Đức Cha. Đức Cha tới đây làm gì vậy? Tôi muốn gặp cháy. Dạ không được. Cháy bị bệnh. Người ta ở ngoài kia làm gì đông thế? Họ đang đợi gì vậy? Họ tới đây để cầu nguyện. Hôm nay là ngày đặc biệt của họ. Tại sao? Hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày Padre Pio được đóng năm dấu. Nếu đúng thế, tôi cũng xin được gặp để chúc mừng cháy. Sao Đức Cha lại nhẫn tâm thế? Đức Cha không thấy cháy đang đau à? Tại sao Đức Cha lại cạn tàu ráo máng đến thế? Ai ở ngoài ấy thế? Chẳng có ai cả, thưa cha. Tại sao anh lại nói dối tôi? Cứ cho ngài vào đi. Đức Cha muốn gặp cha. Xin mời cha ra ngoài. Ai đã nói Đức Cha tới đây? Không ai nói cả. Tôi tự mình đến. Như thế con không cần trả lời Đức Cha. Tôi biết cha sẽ không làm như thế đâu, bởi cha cũng xác tín về sự thánh thiện của mình mà. Con chỉ là một tu sĩ hèn mọn, nhưng có hàng ngàn kẻ cuồng tín đang chạy theo cha đến để tôn vinh cha. Không, chẳng có gì để mà tôn vinh cả. Con đang hấp hối. Như thế đã tới giờ để nói lên tất cả sự thật. Đức Cha muốn biết gì nữa đây? Tất cả những gì cha đã giấu giếm. Đức Cha đã tra tấn con suốt 50 năm qua. Như thế chưa đủ sao? 50 năm của giáo hội thời Trung Cổ. Cha muốn chúng tôi trở lại cái thời đó mà. Cha đã khéo léo khai thác sự ngu dốt của đám tiện dân, dẫn họ đến chỗ cuồng tín, dị đoan. Còn cha, như là một đấng thánh, đấng chữa lành, giáo hội chẳng hề cần tới cái thứ người như cha đâu. Nhưng con lại là người cần đến giáo hội. Con chẳng muốn chết như thế này đâu. Bị loại trừ. Vậy thì hãy nói cho tôi biết sự thật đi. Ông là ai? Francesco Forcione. Được gọi là Padre Pio, quê ở Pietrelcina. Xin ông làm ơn cho tôi biết.
ông là ai? Con không biết. Con cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa. Lạy chú muốn con làm gì? Con không thể hiểu nổi chú nữa. Tại sao chú lại cứ nói với con? Chú trả lời con đi chứ. Chú làm gì vậy? Con sợ quá đi. Xin giúp con. Làm sao mà khi con cần đến chú chạy đâu con chẳng biết nữa. Con sợ lắm. Con có cảm giác như mình bị thử thách, bị bỏ rơi. Nhưng rồi, khi tới trước người, con biết chắc rằng chẳng có gì có thể làm hại con được. Người chính là của ăn nuôi dưỡng con luôn đặt niềm hy vọng nơi người. Và ngay cả khi con bị tuyệt vọng nữa, cảm động thật. Nhưng tôi không đến đây để nghe chuyện của một đứa con nít. Vậy thì Ngài lầm rồi. Tất cả mọi cái đều khởi sự từ hồi đó. Chính lúc đó con hiểu được rằng nếu con biết cầu khẩn với người bằng tất cả trái tim thì người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con. Lạy Thánh Pellegrino, Ngài là vị Thánh rất linh thiêng, xin hãy chữa đứa con bệnh hoạn của con. Lạy Thánh Pellegrino, xin ban ơn cho con biết tôi chẳng phải là đứa con ngoan, nhưng biết làm sao được.
Lạy Thánh Pellegrino, xin giúp con. Lạy Thánh Pellegrino, có phải Ngài nhất định không cứu nó không? Nếu thế con để nó lại đây. Hoan hô Thánh Pellegrino, Ngài làm chuyện tốt lành lắm. Đây đúng là phép lạ, Thánh Pellegrino đã làm phép lạ. Francesco, con đã làm gì vậy? Nào, ta đi thôi. Cha muốn nói gì vậy? Câu chuyện đời con. Cha muốn tôi tin rằng cha đã có khả năng chữa bệnh ngay từ hồi còn nhỏ. Con chẳng bao giờ có khả năng gì. Con chỉ là người suốt đời được chứng kiến những việc kỳ dấu lạ của cha trên trời. Hey, chào chú bé, có gì vậy? Con sợ thầy à? Con là người đầu tiên sợ thầy đấy. Mẹ con đâu rồi? Ở ngoài đồng, nhưng mẹ con đang về đến. Tên con là gì? Francesco, con thầy. Là thầy Camilo. Thế họ là những ai vậy? Đây là Thánh Giuse. Đây là Thánh Francisco. Còn đây là Tổng lãnh Thiên thần Michael. À đây thầy có cái này đây. Họ là ai thế? Người bị mũi đồng đâm thâu là Thánh Stefano. Còn đây là Thánh Antonio thành Padu. Con không biết họ. À không à. Còn đây, con biết các ngài này chứ hả? Dĩ nhiên, Chúa Giêsu và mẹ Maria. Con nhìn thấy các ngài hoài à. Con thấy Chúa Giêsu và mẹ Maria hồi nào? Thế các ngài nói gì với con? Nhiều thứ lắm. Thế thầy chưa bao giờ gặp các ngài à? Thầy nghĩ rằng thầy chẳng bao giờ được may mắn thế đâu. Con chẳng tin thầy thánh thiện, thành ra thầy rất khiêm nhường. Vì con rất thân với các ngài. Lần tới khi nào gặp họ, con nhớ nói với các ngài tiếp xúc với thầy nhé. Đừng lo, con sẽ nói chuyện về thầy với các ngài cho. Xin Chúa chúc lành cho của ăn nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Con muốn trở thành một thầy dòng, giống như thầy Camilo Francesco. Con biết rằng để trở thành thầy dòng, con phải học rất nhiều.
Và để học con cần rất nhiều tiền. Nếu Francesco muốn thành thầy dòng, chúng ta sẽ tìm ra tiền. Tìm thế nào? Chúng ta có thể bán con bò. Không. Con bò thì không. Xem đi cái thứ bố như anh đó. Anh quý trọng một con vật hơn là đứa con của anh. Nếu Chúa muốn con tôi trở thành một thầy dòng, tôi sẽ tìm đủ tiền cho nó đi học. Nhưng bán bò thì không. Bán bò? Không. Bố ơi đừng đi. Lỗi tại con khi bố phải đi xa như thế. Nào, ta đi thôi. Bố ơi, đừng đi, đừng đi. Cha mẹ đáng thương của con đã hy sinh xiết bao để con được đi học. Con đã chết và con sẽ được sống lại với Chúa Giêsu trong Thiên Chúa hằng sống. Xin chúc bình an và hân hoan. Hey, chú bé. Sau cùng con đã tới. Nào, mời vào đi, tôi sẽ giới thiệu với cha giáo tập. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Thưa cha, có lẽ tốt nhất xin cha nghỉ ngơi. Không. Này, có phải cuộc sống ở trong nhà tập khó lắm phải không? Vâng, thưa cha, đúng vậy. Họ đã cố hết sức để những người trẻ chiến thắng tính tự ái. Con có biết, đâu là phép lạ lớn nhất Thánh Francisco đã làm không? Đó là sau cả 700 năm, vẫn có một Kitô hữu trẻ muốn đi tu đấy. Xin Chúa biến đổi con thành người mới. Xin Chúa đã biến đổi con từ con người cũ trở thành con người mới của tình thương và công chính. Lạy Chúa, chúng con cầu xin để chiếc mũ đội trên đầu này là biểu tượng Thầy được bảo đảm thoát khỏi mọi quyến rũ của ma quỷ và thế gian. Amen. Xin Chúa dùng sợi dây buộc này giải phóng con khỏi mọi ước muốn xác thịt lăng loạn, để con chỉ còn hiến dâng toàn thể cuộc sống của mình cho người mà thôi. Hãy đón nhận ánh sáng Chúa Kitô như dấu hiệu của cuộc sống trường sinh vĩnh cửu, để sau khi chết cho thế gian, con được sống trong Thiên Chúa. Amen. Và để nói lên quyết tâm chết vì Đức Kitô để được sống lại trong người, từ nay trở đi, con sẽ không còn tên nào khác ngoài tên Thầy Pio quê ở Petrancino. Amen. Giovanni, phải anh đấy không? Giovanni? Sáng vụt tắt. Và cũng giống như biết bao lần khác, Chúa đã muốn dìm con xuống bóng tối, muốn đánh đập con. Chẳng khác gì Ngài lấy sàng lúa mà sàng lấy gạo, để tinh thần con được thanh luyện. Nhưng tại sao cha lại không giả dụ rằng chính ma quỷ đã xúi dục cha làm tất cả những điều đó để tìm hư danh? Vâng, đúng đấy. Ma quỷ luôn lừa dối, con lúc nào cũng rất sợ. Sợ lắm. Very afraid. Tôi không thể tin nổi,
Lần đo độ thứ hai cho thấy thầy nóng quá mức. Nhưng xem thêm lần nữa xem, nếu lần này vẫn còn nóng như thế thì chỉ còn nước là... Sao thưa bác sĩ? Ngài bị chứng sưng cuống phổi rất nặng. Có nặng lắm không thưa bác sĩ? Vâng, nặng lắm. Thật là không may. Nhiệt độ của ngài lên đến 45 độ. Tôi chưa từng thấy thế bao giờ. Thưa bác sĩ, chúng tôi phải làm gì đây? Nếu ngài còn gia đình thì nên đem ngài về nhà. Có gì vậy Pio? Tôi không muốn rời khỏi đây đâu. Tôi không muốn chết. Trước khi tôi được thụ phong linh mục, tôi muốn trở thành linh mục. Mừng Francisco về nhà. Francisco, anh có khỏe không? Francisco. Mẹ ơi. Có gì vậy con? Họ cho phép con được có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Tại sao? Con đau như thế nào? Không không, con khỏe lắm. Đây là cha Agostino, cha giải tội của con. Xin chào bà cố, xin chào cha. Pio, tôi tự hỏi không biết anh có đau thật không? Cha thấy đó, đây chính là không khí của làng tôi. Đây chính là không khí của làng tôi. Xin chúc tụng Chúa Giêsu. Xin chào Francesco. Chúng tôi đừng bao giờ gọi tôi là Francesco nữa, bây giờ phải gọi tôi là Padre Pio được không? Theo ý anh Francesco. Các anh muốn gì nào? Anh có rảnh không? Rừng cây của chúng tôi bây giờ bị nhiễm quá nhiều rầy. Chúng tôi phải làm gì chứ nhỉ? Cha có thể chúc lành cho chúng tôi rồi chúng sẽ biến đi. Nếu chúng không biến đi, tụi tôi sẽ mất mùa, sẽ phá sản. Peppino, tôi đâu có biết làm phép lạ đâu. Nhưng cha biết có đứng ở trên kia có đúng không? Xin cha, hãy vì lũ trẻ của chúng ta. Chúng nó sẽ lấy gì để ăn đây? Được rồi, đi thì đi. Lạy Đức Bà đầy lòng thương xót, xin thương chúng con. Lạy Rất Thánh đầy ơn phúc, xin thương xót chúng con. Lạy Rất Thánh rất trong sạch, xin thương xót chúng con. Này tất cả mọi người phải cùng cầu với tôi đi chứ, và phải cầu cho to tiếng vào, nếu không Chúa không nghe chúng ta đâu. Nào. Madre divina e grazia, miserere nobis. Madre purissima, miserere nobis. Madre divina e grazia, miserere nobis. Madre purissima, miserere nobis. Madre catissima, miserere nobis. Francesco, rầy chết sạch cả rồi, chết sạch cả rồi. Chúa ơi, chúng chết cả rồi. Quỷ thần thiên địa ơi. Ây, tại sao anh lại chửi thề? Anh rủa Đức Mẹ à? Nếu anh còn làm như thế, anh sẽ biết thay tôi đi nhé. Anh hiểu chưa?
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện đi. Madre Divini Grazie, Miserere Nobis. Madre Purissima, Miserere Nobis. Thưa cha, xin vội lên, nếu chồng con thấy chuyện này, anh ấy sẽ giết con chết mất, đừng lo gì. Đợi đã. Amen. Tốt lắm. Khoan đã, tôi quên, tôi chưa sức muối vào miệng cháu, đợi đã. Escortio ecritio sales in nomine Patris Omnipotens et Victor Spiritus Sancti. Acceptis sasa piantes portentiatio de tibia sevinum atom. Amen. Amen. Làm sao vậy? Lạy Chúa tôi! Làm sao vậy? Cái gì thế này? Nó không thở nữa. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nó không thở nữa. Ô con tôi! Lạy mẹ rất thánh! Cháu hết thở rồi! Ôi con của tôi! Ô Chúa ơi con của tôi! Lạy mẹ rất thánh! Chúa Torre ơi! Chúa Torre ơi! Có gì vậy? Cháu giết nó chết rồi! Chúa Torre, cháu giết nó! Cháu giết ai? Cháu giết con bà Pasquale! Cháu cho nó ăn nhiều muối quá! Ôi lạy Chúa tôi! Tốt rồi! Không sao cả! Này Pio! Pio ơi! Lần tới nếu cháu còn dẫn cái kiểu này với chú, đừng cầu nguyện với chú, bởi vì chắc chắn chú sẽ giết cháu chết đấy. Xin chúc tụng Chúa Giêsu muôn đời. Xin chúc tụng Chúa Giêsu muôn đời. Chúa Giêsu thân mến, con là cái thứ linh mục gì đây? Xin làm ơn nói cho con nghe. Con là cái thứ linh mục nào đây? Con chưa thể thực hiện được. Con chưa sẵn sàng để thực hiện được thánh ý Chúa cho con. Cháu làm gì vậy? Cháu không biết nữa. Ôi lạy Chúa! Này bà kia, đi! Cháu làm gì vậy? Đứng dậy đi! Thế này là thế nào? Đây là năm dấu đanh của Chúa. Nhưng Chúa To, cháu không chịu nổi. Cháu sợ quá. Cháu xấu hổ lắm Chúa To ạ. Cháu xấu hổ. Tại sao lại là cháu? Hãy xin Chúa Giêsu cắt đi những sự này cho cháu đi. Cháu muốn chết.
muốn chịu đau khổ vì Chúa. Thế nhưng thế này Chúa tôi ơi. Hãy cầu nguyện đi con ơi. Chúng biến mất rồi. Cháu thấy thế nào? Đỡ hơn rồi. Xin chúc tụng Thiên Chúa muôn đời. Giêsu sẽ thương anh nhiều hơn nếu anh nghỉ, đừng làm linh mục nữa. Thời giờ rất quý báu, đừng để lỡ cơ hội. Francesco, thời giờ rất quý báu, đừng uổng phí thời gian nữa. Đừng uổng phí thời gian nữa, Francesco. Thời gian rất quý báu. Đừng uổng phí thời gian rất quý báu. Hãy cút đi. Hãy biết rằng đời sống của mày. Nếu anh nhất định làm linh mục, thì hãy biết rằng đời sống của anh sẽ chẳng khác gì hóa ngục. Cút đi! Out of here! Oh, lạy Chúa Giêsu, lạy Mẹ Maria. Francesco, có chuyện gì vậy? Francesco, con thấy thế nào? Chẳng sao cả mẹ ạ. Mẹ đừng lo. Mẹ cho con xin một cốc nước đi. Được rồi. Tôi đem đến cho anh hai mẫu tin. Lẽ ra tôi có thể viết thơ cho anh, thế nhưng đích thân tôi đến đây thì hay hơn. Tin gì vậy anh? Một tin vui và một tin xấu. Anh thích nghe tin nào trước? Tin vui. Anh thành công rồi. Anh đã được miễn trừ. Bây giờ anh được phép giải tội rồi. Xin cảm ơn Agostino. Đừng cảm ơn tôi, vì bây giờ tôi nói tin xấu đây. Anh phải bỏ đây mà đi ngay.
Tại sao? Mới có một cuộc họp ban cố vấn tỉnh, họ buộc cha Benedetto và hoặc anh phải trở về với tôi, hoặc sẽ cho anh hồi tục, và anh sẽ không còn là linh mục nữa. Nhưng làm sao tôi có thể rời bỏ nơi đây được? Sức khỏe của anh tốt hơn nhiều rồi, tại sao anh lại không trở về? Không phải là tôi không thích trở về. Anh có thể hiểu được hậu quả của điều anh vừa nói không? Cám dỗ khủng khiếp lắm, Agostino ạ. Tất cả mọi cái đều là tội cả, Agostino. Tất cả đều là tội. Pio, tôi luôn bênh vực anh và tôi hiểu anh. Thế nhưng đến nay thì không, anh đừng quên rằng anh đã khấn vâng phục. Đôi khi, nào, hãy leo lên ngựa đi. Thưa cha Agostino, nếu cha đến để đem ông thánh thân thương của chúng tôi đi, thì xin mời ông mau đi nơi khác. Nhưng ngài đã nói với anh, tôi tin rằng có thiên thần bản mệnh đến nói hôm nay đừng làm quá sức. Sao mà anh chị em có thể thất lễ với cha Agostino như thế? Hãy xin lỗi ngài đi. Chúng con sẽ xin lỗi, nhưng xin cha đừng bỏ đi. Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chẳng đem ai đi đâu cả. Pio, tôi sẽ không can thiệp vào việc riêng của anh nữa. Tôi thương anh, nhưng tôi sẽ không bao giờ gây khó dễ cho anh đâu. Agostino, khi cha Benedetto nổi giận, bởi vì chắc chắn ngài sẽ nổi giận, anh làm ơn đưa lá thư này cho ngài. Nhưng trước hết anh hãy đọc đi đã. Hả? Xin bình an và ơn sủng ở cùng anh. Thôi đi làm đi, đi làm đi, đi đi. Tôi luôn luôn bênh vực anh ấy khỏi mọi lời chỉ trích, thế mà anh ấy đã đối xử với tôi như thế đấy. Anh ấy làm tôi trở thành một kẻ ngỗ nghịch trước mắt bề trên. Xin hãy đợi thêm vài ngày nữa, rồi cha sẽ thấy anh ấy thay đổi. Không, anh ta phải trở lại ngay lập tức, ngay bây giờ. Nếu không, anh ấy phải rời khỏi dòng. Tại sao cha lại nghiêm khắc với anh ấy như thế? Có lẽ Pio đã làm đúng. Đúng là thế nào? Dạ không, anh ấy nói. Lời khuyên của cha chẳng khác gì Satan. À, anh ta đã nói tôi như thế hả? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh ấy à? Không, tôi sẽ trục xuất anh ấy. Dạ đây. Anh ta gửi lá thư này cho cha. Có lẽ cha sẽ hiểu rõ con người này nhiều hơn từ trước đến giờ. Có những vấn đề cha không giải quyết từ lâu rồi. Anh ta muốn nói gì đây? Ngay ngày hôm nay hãy viết cho Padre Pio và nói với cha ấy rằng tôi cho phép cha ấy ở lại Patricina mãi mãi. Thế con muốn làm gì khi con lớn lên? Con sẽ đánh cắp một khẩu súng. Tại sao lại không ăn cắp một khẩu đại bác? Con chỉ cần một khẩu súng, con sẽ đi bắn. Con sẽ giết tất cả bọn Áo, bọn Đức. Ai đã dạy con những điều vô nghĩa như thế? Chẳng ai cả. Đang khi có chiến tranh có đúng không? Con muốn đi đánh nhau. Thế con đến đây để học giáo lý hay là để học đánh nhau? Con cũng muốn đi đánh nhau nữa. Cả con nữa à? Làm dấu đi, nhân danh cha và con và thánh thần. Làm dấu đi. Lạy cha rất thánh, chúng con xin hiến dâng hy tế máu thánh của Chúa Giêsu, con yêu dấu của cha và những hy sinh. Thế cha có muốn vác súng đi giết người không? Xin tha thứ, đi về nhà đi.
Nào, Foxione cởi áo ra. Ông trung sĩ đang đợi để khám anh đấy. Di chuyển đi nào, anh vẫn chưa chịu cởi áo ra. Come with me. Nào, lại đây coi. Đi đi. Anh có cởi áo không? Không muốn tôi ép người cởi giùm anh. Nhưng không mặc áo tôi thành trần truồng rồi. Tôi cần anh trần, nếu không làm sao tôi có thể khám anh được. Cái gì vậy, có hai lớp áo cơ à? Tôi nghĩ anh đâu có mặc đồ lót đâu. Tôi sợ. Tôi sợ chiến tranh. Tôi không phải là một Kitô hữu mẫu mực. Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với cái chết. Thật là ngốc nghếch. Thôi đừng nói chuyện ngốc nghếch nữa đi. Chiến tranh thật là khủng khiếp đối với mọi người, chỉ trừ đối với cha thôi. Tôi biết cha được phép về nhà mà. Chúng ta phải gửi anh này về nhà, nếu không anh ấy sẽ truyền bệnh lao cho tất cả sư đoàn. Nhưng thế thì phúc đức cho anh ta quá. Fortune, anh được trở lại nhà, anh có thích không? Ngừng lại. Ngừng lại. Pio Agostino, anh có khỏe không? Làm sao anh biết tôi tới đây? Chúa cũng cho tôi biết nhiều cái lắm. Và thế gian cũng cho biết nữa. Anh muốn nói gì vậy? Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Thế nhưng đi đâu? Đi Foggia. Đi Foggia làm gì? Tôi vừa mới tới đây, xin làm ơn cho tôi có dịp về thăm nhà một chút. Không, không được. Không có thời gian để chào mẹ anh, phải đi với tôi. Đây là lệnh tối thượng. Đi thôi. Nếu không vội lên, chúng ta sẽ lỡ chuyến xe lửa. Pio, anh phải vội lên. Nếu anh không lên chuyến xe lửa, anh phải ra khỏi dòng đấy. Đi thôi, mau lên. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, cho tôi đi, xin lỗi. Chúng ta cần phải biết mọi chuyện ít hơn một lần. Thưa cha, ai đã cho cháy đến đây? Từ ngày cha Pio đến đây chẳng ai ngủ được. Nếu anh em sợ, xin hãy mau mau trở về phòng. Nào, mau lên, mau lên. Xin về phòng đi, xin làm ơn. Nào, nào, nào. Pio. Pio, hãy trả lời. Tôi là Agostino đây. Mau lên, nào. Pio, anh thấy thế nào? Ồ, tan nát. Đêm qua có chuyện gì vậy? Tôi thấy một đàn bà. Bà ấy đang hấp hối. Và bà ấy nói với tôi. Bà ấy nói rằng, hãy cứu con với. Tôi tự hỏi tôi có thể làm gì được nào? Tôi chẳng biết người đàn bà ấy là ai, Agostino. Nhưng tôi biết tên bà ấy là Raffaellina Cesare. Tôi biết bà này.
Tôi đã giải tội cho bà ấy nhiều lần. Thế thì Agostino, hãy đem tôi lại đó đi. Hãy đem tôi lại chỗ bà ta ngay lập tức đi. Được rồi, Pio. Rafaelina. Cha Pio, con biết cha sẽ tới. Đêm qua cha đã ở bên con. Cha đã cầu nguyện cho con. Và con được khỏi. Bà yên tâm, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Nhưng con không muốn được khỏi. Con muốn đi thăm những người thân đã chết. Không, không. Bà phải được khỏi. Không, vì tất cả những ai yêu mến bà. Không, không. Xin cha đừng ép con, thưa cha. Xin cha cứ để cho con chết. Rồi cha sẽ thấy con có thể làm được những gì khi con ở trên trời. Xin cha. Xin cha hãy ban phép lành cho con đi, cha. Xin cha hãy ban phép lành. Mau lên, cha. Không còn thời giờ nữa. Cha tha tội cho con. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi. Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Chúa đã nói sẽ ban cho con tất cả những gì con cầu xin nhân danh Chúa. Chúa đã, con đã xin Chúa hãy để bà ấy sống. Chúa Giêsu, xin hãy để bà ấy sống. Hãy để cho bà ấy sống. Hãy để bà ấy chết, Pio. Bà ấy chết rồi. Tôi phải cứu sống bà ấy chứ. Raphael đã bị bệnh rất nặng. Dầu sao, chị ấy cũng đã chuẩn bị chết. Chị ấy không được chết. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Pio, lạy Chúa Pio. Chúa đã cứu sống Lazaro chết 4 ngày. Xin hãy để chị ấy sống. Xin hãy cứu chị ấy, Chúa Giêsu. Thôi đi, đừng có thách đố Chúa nữa. Hãy có thái độ khiêm nhường khi cầu nguyện cho kẻ đã chết. Từ nay trở đi, đây sẽ là chiến trường của anh đấy. Tôi là kẻ kiêu ngạo và đầy tự ái. Nhưng tại sao? Tại sao Ngài lại luôn luôn thắng tôi? Mi đã thấy chưa? Đã thấy chưa? Mi đã cầu nguyện cho một kẻ không thể nào sống lại được. Nhưng ta mới là chủ tể của sự chết. Hãy cút đi. Hãy cút xa khỏi tôi đi. Mi ráng đánh lừa ta, nhưng Mi đã thất bại. Cả Mi, cả hắn, tất cả đều thất bại. Cấm đi. Hãy cút ra khỏi đây. Thôi đừng làm linh mục nữa. Mi không biết. Ta cảnh báo cho người. Hãy cút đi. Hãy cút đi. Thưa cha, có gì vậy? Tôi không thở nổi. Con biết có một chỗ, ở đó chắc chắn cha sẽ khỏe hơn nhiều. Đó là một tu viện nhỏ trên một ngọn đồi, cách đây không bao xa.
Nếu cha Agostino đồng ý, con có thể đưa cha đến đó. Không khí ở đó tốt lắm. Tên chỗ đó là gì? San Giovanni Rotondo. Tôi mệt quá, tôi không đi nổi nữa đâu. Cái chỗ đó ở đâu? Chúng ta gần đến nơi rồi. Chúng ta đã đi bộ 3 ngày rồi. Kia rồi cha. Cha thấy có thích không? Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây nữa. Tôi sẽ không bao giờ bỏ đây mà đi. 100 lira đây, mua Padre Pio đi. Chỉ có 100 đồng lira thôi, hãy mua đi. Padre Pio chỉ có 100 lira thôi, hãy mua đi. 100 lira, Padre Pio. 100 lira, buy Padre Pio. Đức cha đã biết còn đáng giá bao nhiêu chưa? 100 đồng lira. Đúng là con chỉ đáng có thế. Họ bán Chúa Giêsu, nhưng họ lại mua con đấy. Tại sao cha lại không bao giờ rời bỏ chỗ này? Người ta đã hiến cho cha biết bao nhiêu cơ hội. Bởi con đã hứa. Vậy cha muốn biến chỗ này thành một pháo đài với những người sẵn sàng mua từng miếng thánh thiện của cha hả? Giá mà Đức cha đã thấy sự cùng khốn con đã được chứng kiến khi con mới tới đây. Chúng ta phải làm gì với cái thời tiết tồi tệ này? Trời chỉ mưa một chút, chúng con không hề sợ, thưa cha. Thưa cha, chắc cha không quên cầu nguyện cho mẹ con chứ. Con đừng lo, bà ấy chưa thể rời bỏ cả con lẫn cha đâu. Còn ông anh của con thì sao? Cha tin rằng ông ấy đang chiến đấu dũng mạnh nhưng sẽ sớm trở về thôi. Sẽ trở lại, đừng có lo. Hãy cầu nguyện đi. Carmela, sao cha lại biết tên con? Cha biết rất nhiều điều về con. Những hy sinh con làm để con cái của con được đi học, hả? Cái nhà lạnh lẽo, bánh mì bữa nào cũng thiếu. Nhưng đừng lo, rồi con sẽ thấy con cái thành đạt. Nhưng con phải gìn giữ sức khỏe, con phải có một cái khăn choàng chứ, hả? Nhưng con không có khăn choàng. Con không có khăn à? Hãy đợi cha một chút.
hãy mua lấy một cái khăn tròn. Nhớ đấy. Tio. 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 Có chuyện gì vậy thưa cha bì chim? Hãy xem đây này. Có gì vậy? Chuyện gì vậy? Có người đã đánh cắp chiều thiên bằng vàng của Đức Mẹ. Ồ. Ôi lệ mẹ. Tôi xin hỏi cha, ai dám cả gan làm chuyện này? Có phải là cha không? Không. Lần này thì không. Lần này thì không. Được rồi. Vậy hãy nói cho tôi biết ai đã dám làm chuyện này. Làm sao mà con biết được? Có lẽ có ai đó thấy Đức Mẹ như vậy đã hỏi mẹ, mẹ thì cần gì vàng phải không mẹ? Xin hãy cho con. Xin hãy cho con để con có thể mua bánh cho lũ nhỏ ăn hả? Và rồi Đức Mẹ đã cho người ấy. Anh biết rõ chuyện như thế hả? Vâng. Tôi biết tính của Đức Mẹ luôn luôn là như thế, đúng rồi. Đi đi, đi đi, đi đi, đi đi. Có thế nào thì xin cha đừng la hét trước bàn thờ chứ. Rồi hôm nọ bị mất cả sợi dây chuyền nữa. Sợi dây giả mà. Đâu có phải là sợi thật đâu. Đi đi. Xin Đức Mẹ kiên nhẫn vậy. Xin chào cha Pio, xin bình an và ơn Chúa. Mời cha vào. Này, lại đây coi. Xem cha đem đến cho các con cái gì này. Nào, chúng con biết cha quá tốt. Làm sao chúng con có thể đền ơn cho cha được? Chúng con nghèo quá. À, coi chừng đấy. Con phải chia cho chị con ăn nữa chứ. Thế cha còn gì mà ăn nữa? Con lại muốn ngăn bàn tay của chú quan phòng hay sao? Ngài lo lắng cho mọi người anh em của chúng ta. Này, ngoan nghe chưa? Nếu không, thấy ngọn roi này chưa? Nhớ chưa? Xin Chúa chúc lành cho cha. Ráng gìn giữ sức khỏe đấy. Lạy Chúa, Chúa biết rõ con yêu Chúa tới mức nào. Chúa thấy hết mà. Con muốn chịu mọi nỗi thống khổ của người khác như Chúa đã làm. Chúa đã biết phải làm như thế nào, còn con thì lại không. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thấy sự cùng khốn hiện diện. Con không thể chịu nổi sự cùng khốn đó một mình. Xin hãy dạy con phải biết làm gì. Xin hãy dạy con.
Có chuyện gì vậy? Oh, Pio. Nico, xin làm ơn đi lấy một ít nước nóng để cho Pio rửa tay. Mau lên đi. Nào, Pio, xin hãy tựa vào tôi. Rồi, đi, nằm xuống giường đi. Nào, Pio, hãy nằm xuống đi. Nào, nằm xuống đi. Tốt rồi. Pio. Đây rồi, lúc này chỉ có chúng ta mà thôi. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn nói cho tôi rõ chứ? Con không biết thưa cha. Con không thể giải thích được. Con nghe tiếng nói. Nỗi thống khổ trên đồi Canvario. Cha Paulino ơi. Cha Paulino, Ngài ở đó. Con cảm nhận như là Ngài chết vì con. Có gì vậy, Pio? Có gì? Một mũi đồng đâm vào con. Ở chỗ này nó giống như được nung đỏ lên, Paulino ạ, ánh sáng và lửa. Pio, đây chính là những vết thương của Chúa. Nếu cứ tiếp tục chảy máu như thế, tôi phải gọi một bác sĩ. Đừng. Nhưng anh chảy máu. Paulino, cha đừng gọi ai cả. Đức Chúa sẽ chữa tôi lành. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện thôi. Hãy cầu nguyện. Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh rất khó xử. Người ta hỏi tôi, người ta muốn biết. Đúng rồi, nhưng con đã hứa con sẽ không nói với bất cứ ai cả. Chúng ta không thể chối điều này, không thể giấu mãi được. Cha phải thuyết phục để cha ấy chịu khám. Máu có thường xuyên chảy không? Liên tục. Càng băng lại càng chảy. Cha có đau lắm không? Suốt ngày đêm. Nhưng không phải là nỗi đau, mà là nỗi nhục. Một sự đau đớn ở bên trong. Sao rồi bác sĩ? Dạ đây. Bản đúc kết đây. Xin làm ơn, xin mời. Như thế cần phải loại trừ giả thiết cho rằng vết thương của cha Pio là một hiện tượng tự nhiên. Nguyên nhân gây nên vết thương này phải được khẳng định mà không sợ sai lầm rằng nó thuộc lãnh vực siêu nhiên. Hiện tượng này hoàn toàn nằm ngoài khả năng giải thích của các khoa học tự nhiên của con người. Human science itself. Báo chí đang thổi phồng chuyện vết thương của vị thánh San Giovanni Rotondo hay làm phép lạ này. Liệu chúng ta còn nên tiếp tục khoan nhượng cho có cái thái độ cuồng tín này không?
Con đã đích thân đến San Giovanni Rotondo và con xin khẳng định rằng Padre Pio là một tu sĩ rất khiêm tốn, trung thực. Chính Ngài là người lấy làm rất tiếc về những chuyện đã xảy ra. Tại sao Ngài lại nói láo? Nhưng Đức Cha đã nói nhiều lần rằng vết thương trên tay, trên chân ông ta thuộc lãnh vực ngoại nhiên. Vâng, thưa cha Gemelli, chẳng phải mình tôi nói thế đâu. Chính giáo sư Romanelli đã nói như vậy mà. Đây là sự khẳng định chẳng dựa trên chứng cứ khoa học nào. Ngày nay giáo hội đã thay đổi. Chúng ta phải tôn trọng tiếng nói của khoa học. Thế kỷ mới này không cho phép chúng ta chấp nhận những gì không sáng tỏ rõ ràng. Chúng ta đừng quên rằng trong khi là một tổ chức mang tính cơ chế, giáo hội cũng đồng thời có sứ mạng tiên tri. Chả nói về sứ mạng tiên tri nào vậy? Tôi đã từng tiếp xúc với hàng chục phụ nữ ở bệnh viện. Họ đã công bố là họ nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria và họ được in năm dấu của Đức Kitô. Thế giới này đầy những người tin vào chuyện hão huyền, phù thủy, ma thuật, bùa ngải. Bây giờ chúng ta đang tạo ra nhu cầu cần các vị thánh đấy. Nếu thế thì chúng ta nên dẹp bàn thờ đi, thì vừa hủy bỏ các ngày lễ, dẹp kinh cầu qua một bên. Với cái chủ thuyết thực dụng và tiêu thụ này thì còn gì là giáo hội nữa. Tôi đã ra lệnh kể từ giờ phút này không ai được phép đến viếng Padre Pio năm dấu nếu không có phép đặc biệt của tòa thánh. Chúng ta phải rất thận trọng và nghiêm khắc. Muôn tâu Đức Thánh Cha, nếu Ngài chuẩn trước, con xin được đích thân đến khám xét Padre Pio. Xin chào cha Gemelli. Giá cha báo trước, chắc chắn con đã lo cho có người đón tiếp cha cho xứng đáng. Đừng lo chuyện đó. Padre Pio đâu rồi? Tôi muốn khám xét vết thương của ông ta ngay lập tức. Ồ, thưa cha, tôi rất tiếc. Nếu cha không có phép bằng văn bản do chính tòa thánh cấp, tôi e rằng tôi không thể cho phép cha làm như thế. Cha có biết cha đang nói chuyện với ai không? Chắc chắn, thưa cha, tôi biết chứ. Nhưng nếu không có phép đó, tôi sợ tôi được chính Đức Thánh Cha sai tới đây. Con không dám bất kính, thế nhưng cha phải trình giấy của người. Lời của tôi không đủ à? Dầu sao, thưa cha, nếu cha muốn ở lại đây, xin cha cứ tự nhiên, chúng con rất hân hạnh. Và nếu muốn cha có thể gặp cha Padre Pio, dầu sao nếu cha không trình giấy phép thì cha không được khám xét cha Pio đâu. Đó, cha Gemelli. Cha tới đây làm gì? Để tò mò xem một con thú biểu diễn trò vui à? Xin lỗi cha, hôm nay gánh xiếc đóng cửa rồi. Tôi đến đây với lệnh của Đức Giáo Hoàng. Không. Ông tới đây bởi ông nghĩ rằng ông biết mọi chuyện. Ông muốn thấy gì nào? Nếu ông đã quan sát và kết án tôi rồi, xin cứ thoải mái. Nhưng hãy để tôi được yên. Xin hãy để tôi yên. Pio, đây là bản báo cáo cho Gemelli đã viết lên cho Đức Thánh Cha. Tôi bị bệnh tâm thần, bị bệnh thần kinh, là một kẻ tự mãn. Ông ấy đã biến tôi thành một tên tội phạm trước mặt Đức Giáo Hoàng.
đừng nản lòng Pio, chúng ta đã biết đích xác chuyện gì xảy ra mà. Cũng chẳng phải lỗi họ. Chính ma quỷ đang quấy phá những bộ óc thông minh nhất đấy. Hãy nghe cha đây. Nỗi đau đớn, nỗi đớn đau đích thực thường lại do chính những người chúng ta yêu thương gây ra. Đúng thế. Thế nhưng sự tha thứ là điều có thật hả? Và cầu nguyện chính là chìa khóa dẫn đến sự tha thứ. Hãy cầu nguyện, nhưng đừng cầu nguyện cách buồn bã. Đừng làm Chúa phải bực mình. Thiên Chúa là Thiên Chúa của niềm vui. Chúng con hiểu không? Hãy cầu nguyện. Hãy cầu với nụ cười. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ tập họp ở nhà chị Mary Pyle. Và mà chị vẫn còn cái nhà chứ? Dạ, con đã bán mọi thứ chỉ trừ cái nhà. Tốt, cố gắng giữ lấy nó. Nó sẽ trở thành cái nhà nguyện nhỏ, đúng không? Được rồi. Hãy cầu nguyện và mỉm cười. Được chứ? Rồi, đi về nhà đi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đi về đi. Đi đi. Thưa Cha, đây là Cleonice, con gái của con. Mẹ con bắt phải cảm ơn Cha vì Cha đã cầu nguyện để con có giấy phép đi dạy học. Mẹ con nói gì nào? Con không cần phải cảm ơn Cha mà phải cảm ơn mẹ con. Mẹ con đã hy sinh biết bao để con có tiền ăn học. Cho Cha xem cái giấy phép đi dạy học nào. Cái giấy hợp đồng đó. Giấy dạy học ở Benevento đó. Con không đi đâu cả. Con sẽ ở lại đây. Thế nghĩa là làm sao? Đây là nghề nghiệp của con mà. Con là một đứa con gái kiêu ngạo. Con sẽ ở lại đây. Xin cảm ơn Cha. Xin để cô ấy yên. Đừng hiếp cô ấy. Cô ấy là cô gái ngây thơ. Một cô gái ngây thơ mà. Cleonice. Con đang đợi Cha đây. Cô gái thấy chỗ con tới Benevento đã bị hiếp dâm và bây giờ phải chuyển đến bệnh viện. Chúa sẽ giúp cô ấy và chữa cô ấy lành. Thưa Cha, Cha đã cứu con. Làm sao Cha biết được? Thỉnh thoảng Chúa cho Cha đọc sổ riêng của Ngài. Thế Chúa viết gì về con?
Chúa viết là chính con sẽ chăm sóc các vết thương của cha và khốn cho kẻ nào dám làm hại con. À, Felone, con có khỏe không? Con cần gì đây? Con đến đây để tố cáo một điều khủng khiếp, thưa Đức Cha. Rất nghiêm trọng. Thế à? Có gì vậy con? Thưa cha, chuyện của cha Padre Pio. Gần đây cha nghe toàn là chuyện về Padre Pio. Rồi, ngài đã làm gì nào? Hả? Ngài có bồ, bạn gái à? Tên cô ta là gì? Cô ta còn trẻ lắm. Cô ấy tên là Cleonice, Cleonice Morcandi. À, cô ta xinh lắm phải không? Làm sao lại là cô gái trẻ đẹp ấy hả, Felone? Hả, Felone? Tại sao lại là cô ấy? Hả? Cô ta có đẹp bằng con không? À, Felone. Đây chính là bàn tay Chúa hành động đây. Tốt lắm, tao vào thôi. Ngừng lại, không phải ai cũng vào. Xin đợi ở đây. Có chuyện gì thế này? Hả? Chúng tôi biết rằng họ sắp đổi cha đi. Làm gì có cái chuyện vô nghĩa đâu. Họ nói rằng những cái được gọi là phép lạ cha làm chẳng có gì là siêu nhiên cả. Dĩ nhiên, tôi tự bịa ra những chuyện lôi thôi đó, có đúng không? Đây là do nhật báo Mandaforina. Bài viết nói rằng Đức Giám Mục đã lên tiếng đả kích cha. Uổng phí quá. Tất cả những tờ báo này chỉ nhắm đưa tôi lên giàn thiêu. Cũng đúng, họ muốn làm gì tôi đây? Tôi đã bị đóng đinh rồi đấy. Vâng, đúng rồi. Nhưng người ta chẳng bao giờ tố cáo Chúa Giêsu có một cô bồ hoặc đã cho con gái vào tu viện. Và Đức Cha cũng chẳng phải là người vừa nữa. Ông ấy cũng đã từng lem luốc với tiền bạc của giáo phận. Ông ấy cũng mê gái. Mi là ai? Mi là ai mà dám phê phán chỉ trích một giám mục trong giáo hội như thế? Mày là ai? Mày là thằng ngoại tình, thằng cờ bạc. Mày là một thằng đại tội nhân. Mày là ai? Phải biết khâm khiêm tốn chứ. Khiêm tốn trước tất cả những gì khác. Và hãy tạ ơn Chúa vì tay tôi như thế này đây. Nếu không thì mày đã vỡ mặt rồi đấy. Mau đi, cút đi đi. Mày đã để cho Satan chiếm trọn linh hồn mày, cút đi. Hãy cút đi, mau đi.
chuyện gì đã xảy ra cho tôi thế này? Chúa muốn con sống như thế nào đây? Chúa muốn con làm gì bây giờ đây? Chúa muốn con làm gì đây? Thưa cha, cha muốn gì nơi con đây, thưa cha? Xin hãy lánh xa khỏi tôi. Đừng đến gần tôi nữa. Hãy đi đi. Đừng đến gần tôi nữa. Hãy đi xa đi. Sao? Có gì nữa đây? Chắc đêm qua dài quá phải không? Bây giờ anh muốn tôi làm gì cho anh đây? Con muốn xưng tội. Anh muốn xưng tội à? Không cần đâu. Cứ bình tĩnh. Đêm qua anh đã thú tội với tôi rồi. Anh nhớ chứ? Thưa cha, cha phải giúp con. Con muốn thay đổi cuộc sống. Con muốn tìm được sự bình an. Sự bình an con suốt đời đi tìm. Xin cha thương con. Thế anh đến với tôi để tìm ra nó à? Chính tôi từ khi lọt lòng mẹ chưa từng được hưởng bình an. Ta tha tội cho anh. Lại đây. Để cứu rỗi một linh hồn yếu đuối chẳng khác gì cứu một cành cây héo úa. Người ta phải thay chỗ cho nó, tới một chỗ thoáng, phải tưới nước, phải có cả ánh sáng nữa, phải để nó sống trong rừng cây của Chúa. Thầy ơi, hãy đưa chiếc xe lăn lại cho tôi đi. Cha thấy chưa? Đến một tuổi nào đó người ta chẳng khác con nít là bao. Cha không phải là con nít. Cha quỷ quyệt lắm. Cha kể cho tôi nghe quá nhiều chuyện chỉ để giấu đi điều tôi muốn biết. Những dấu đinh của cha đâu rồi? Không còn thấy vết thương nữa. Tôi đã lột được mặt nạ của ông chưa? Đây chỉ là chuyện lừa bịp phải. Đức cha lầm rồi. Chính Chúa đã chữa cho con khỏi. Tại sao ông vẫn giấu bàn tay của ông? Ông hãy xuất hiện trước công chúng và nói với họ những dấu đinh của ông chẳng qua chỉ là chuyện bịp bợm. Hãy thú nhận với họ rằng tất cả sự việc này chỉ là hoang tưởng. Con không hiểu Thiên Chúa muốn gì nơi con. Con chỉ biết rằng Ngài ban năm dấu cho con. Ngài nói Ngài sẽ cất chúng khỏi con sau 50 năm.
và bây giờ đã đến ngày đó rồi. Ngài không còn cần con nữa. Vậy thì hãy ra thú nhận sự thật. Hãy cho mọi người được thấy. Được thôi, nhưng xin làm ơn tới dâng lễ với con. Thưa cha đọc lộn rồi. Trước hết cha phải đọc phần truyền phép đã.
Thưa cha, xin đừng bỏ con một mình. Xin đừng bỏ con. Xin đừng bỏ đi. Xin hãy ở lại đây. Xin ở lại. Con muốn xưng tội. Đức cha không được quyền từ chối giải tội cho một người hấp hối. Xin đừng đi. Con sẽ nói tất cả sự thật. Thưa Đức Cha, Cha Pio muốn gặp Đức Cha. Xin thông cảm, tôi muốn gặp Đức Cha một mình. Thưa cha, con không thể, bởi vì con được lệnh. Này, thế ở đây ai ra lệnh hả? Hãy ra nói với bề trên thông cảm. Sau tất cả những gì tôi đã thấy, chẳng cần gì nữa. Con lại cần. Con muốn xưng tội. Con muốn Đức Cha nghe con thú tội. Sao? Lúc này dấu hiệu của sự thánh thiện của cha không còn nữa. Ít ra cha phải nói cho tôi biết tại sao. Thế Đức Cha chưa hiểu sao? Tất cả đã kết thúc. Hãy nói thật với tôi, kẻo sẽ quá muộn. Cha Gemelli nói đúng chứ? Cha Gemelli đã nói con bị bệnh tâm thần. Cha ấy là một tiến sĩ uyên bác. Còn con chỉ là một thầy tu hèn mọn. Con đã phải mang cái dung mạo ấy suốt đời con.
Đúng rồi, giáo hội cần phải thận trọng. Và lại, đâu phải lỗi của Cha Gemelli. Đấy chính là lỗi của ma quỷ. Con biết Đức Cha không thích nói về chuyện này, thế nhưng Đức Cha phải tin con. Quỷ có thật đấy, và nó rất quỷ quyệt. Rất quỷ quyệt. Để con kể Đức Cha nghe. Thưa Cha. Như vậy ông vẫn chưa nhận ra ta. Ta là con người vào bóng tối, còn ông là một thằng ngốc. Cút đi! Hãy xem liệu đức tin của ông có cứu nổi ông lần này nữa không, thưa Cha. Ta sẽ lấy mất đi người mà ông thương mến nhất trên cõi đời này. Ngài bị dị ứng, thân nhiệt tăng đáng kể, phải đưa đi Foggia để mổ. Ngài chẳng bằng lòng lên giường nghỉ nữa. Pio, cha có nghe bác sĩ nói gì chưa? Cha cần phải đi Foggia để mổ. Tôi không rời khỏi đây đâu. Thấy chưa, thưa cha rất nghiêm trọng, chúng ta phải đi Foggia theo tôi. Tôi muốn được điều trị ở đây hả? Nên xin ông mang y cụ tới đây đi, tôi không rời khỏi tu viện đâu. Vâng, để xem tôi có thể làm gì được. Được, thưa bác sĩ, tất cả mọi người trong tu viện sẽ cố gắng để giúp ông chữa trị. Phải thật là kiên nhẫn. Pio, xin cha hãy nói xem chuyện xảy ra như thế nào. Đằng nào thì mình cũng phải trả tiền, khỏi hay là không khỏi. Đằng nào cũng phải trả. Xin mời cha tới đi. Mọi cái đã sẵn sàng. Mấy ông tệ thật. Mấy ông tính mổ tôi chẳng khác gì mổ một con cừu hả? Nào, xin mời nằm xuống đây. Mình mổ càng sớm càng tốt. Tôi cảnh báo cho ông đấy bác sĩ ạ. Tôi không muốn gây mê đâu. Không, tôi không thể mổ nếu bệnh nhân không đánh thuốc mê. Paulino, cha có hiểu không? Cha có biết ông này muốn gì không? Ông ta chỉ muốn cho tôi ngủ thôi, để có thể nhìn thấy dấu đanh của tôi, có đúng không? Vâng, đúng, tôi đã muốn thế. À, thôi đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Tôi đã ra lệnh để đừng cho bất cứ ai xem cơ mà. Dầu sao đừng có lo, tôi chịu đau được. Tôi quen rồi. Paulino, cha làm ơn đốt hai ngọn nến để bên tôi đi. Nếu tối quá, ông ấy có thể nhìn rõ hơn. Chào, Francesco. Mẹ, mẹ, người ta nói với mẹ rằng con không được khỏe, vì thế mẹ tới đây. Mẹ, mẹ làm gì thế mẹ? Mọi người đều có thể hôn tay con, tại sao mẹ lại không? Nhưng có ai thấy một bà mẹ hôn tay con mình bao giờ chứ? Mẹ không hôn cho mẹ, nhưng cho cha con và cho anh con. Đủ rồi. Xin mẹ đứng dậy, đủ rồi. Dậy đi mẹ. Có gì vậy mẹ? Mẹ ngồi đi. Mẹ ngồi xuống đây. Không sao. Không sao. Đừng có lo, tại chuyến đi đấy mà, là mẹ nhức đầu. Nhưng bây giờ gặp con rồi, hãy để mẹ trở lại Pietrelcina. Không, không. Mẹ sẽ ở lại đây với con. Mẹ ở đây mừng lễ Giáng sinh với con. Tốt hơn cứ như thế mẹ. Con cho mẹ ngủ với các thầy à?
để ý mấy cái bậc đến mẹ. Đây. Mẹ ơi, đây là Maria Pyle. Chị ấy đã sửa soạn phòng cho mẹ rồi đấy. Anh phải đi ngủ chứ, anh đi đâu vậy? Anh hãy chăm sóc tôi. Pio, anh đi đâu thế này? Anh đã khỏe đâu? À mà tôi hiểu, không sao đâu. Francesco, mẹ thấy trong người thế nào mẹ? Mẹ sắp được nghỉ ngơi rồi. Đừng bỏ con mẹ ơi. Làm sao con có thể sống được nếu không có mẹ? Đừng khóc Francesco. Holy Mother of God, please keep her near you. Oh. Đã ở lại mộ 3 ngày không động đậy. Ngài không ăn, không ngủ. Có lẽ để tôi thử nói với Ngài xem. Không, vô ích thôi. Ngài cũng không dâng lễ nữa.
thưa cha, chẳng có thể làm gì ở đây nữa. Tốt hơn ta nên trở về nhà đi. Thế còn con? Con ơi, con sẽ làm gì ở đây? Con sẽ đợi cha. Con sẽ đợi. Đây là mình Thánh Chúa Kitô. Tôi nghĩ tốt hơn xin cha đừng nhìn vào đồng hồ của cha trong khi tôi dâng lễ. Tôi đã nói mình phải rất thận trọng, việc này quan trọng lắm. Trong thị trấn, rồi tất cả con nít sẽ đi theo ông ấy. Bọn trẻ thích ông ấy lắm. Người ta nói, nhưng mà tôi không muốn tin chuyện đó. 3 giờ đồng hồ. 3 giờ để mà dâng thánh lễ. Không. Cha phải làm lễ giống như tất cả các cha khác ở trong giáo hội. 30 hoặc 35 phút là đủ rồi. Trong thánh lễ có cuộc tử nạn của Chúa. Cha có muốn giới hạn giờ trên đồi Calvario không? Đây là lệnh. Kể từ hôm nay, dựa trên nghị sắc tông tòa, cha bị rút quyền làm lễ trước giáo dân bất cứ ở đâu. Nhóm các bà không được phép ở lại nguyện ngắm trong thánh đường nữa, và cửa vào nội vi của tu viện phải được luôn luôn khóa. Hơn nữa, cha cũng không còn được quyền giải tội cho bất cứ ai, đàn ông hay đàn bà. Vậy thì con phải làm gì? Con biết làm tất cả những chuyện đó mà. Ai sẽ chăm sóc linh hồn của những kẻ hèn mọn này? Còn cha Paulino, cha sẽ bị đình chỉ công tác bề trên của cha và được di chuyển qua một cộng đoàn khác. Cha Raffaele sẽ là bề trên mới. Tại sao cha lại giáng hình phạt trên cha ấy? Hình phạt, phạt tôi đi, tại sao lại là kẻ vô tội? Thưa cha Raffaele, tôi mong cha sẽ thực hiện nghiêm túc những lệnh này. Bình tĩnh, Paulino, bình tĩnh nào. Tôi làm phiền anh quá đi, phải không, Paulino? Không. Tôi đã nói gì, Pio? Tôi đã nói là bất cứ đi đến đâu, tôi đều có thể nói. Tôi có một người bạn, anh ta là một vị thánh. Thánh cái gì? Nói thế thì họ cho tôi vào ngay đấy. Anh nói gì mà vô nghĩa như thế? Này, Pio, đừng quên, khi anh lên trời, hãy nhớ tới tôi với. Rồi, tôi thề. Thôi đi đi, anh làm tôi khóc bây giờ đấy. Đi đi, Paulino. Đi đi. Các con rất thân mến của cha. Cha cảm thấy thật là đau đớn khi cha thấy các con phải lang bạt ngoài kia giữa giá lạnh và gió lộng. Cha rất cảm động trước tình thương của các con
và Cha thương các con lắm. Cha thương tất cả các con. Hãy cầu nguyện và hãy luôn cầu nguyện, đừng sao nhãng. Cha luôn là mục tử của các con. Thưa Cha rất đáng kính, Cha hỏi, tại sao con cứ đi lang thang quanh tu viện? Con làm thế vì con nhớ Cha. Nếu cha của con bị đi tù, con sẽ đi loanh quanh nhà tù suốt ngày. Xin chuyển cho Padre Pio. Thưa Cha, con đã nhìn qua cửa sổ dẫn đến phòng của Cha, mong được gặp mặt Cha. Con đã tự hỏi mình xem cần Cha có phải là một tội không? Con cầu nguyện trên gác xếp, nơi mà từ đó con có thể nhìn thấy tu viện. Con luôn giữ hình ảnh của Cha trong lòng con, và con cầu nguyện cho Cha. Con gái rất thân yêu của Cha, đức tin của con đem lại sự yên ủi lớn lao cho Cha. Và chính Cha cũng nhiều lần tự hỏi xem viết thư cho con có phải là phạm tội không. Cha cũng hỏi Chúa nữa. Xin Ngài trả lời cho Cha. Đến lúc này Ngài bị cấm làm mọi cái. Ngài chẳng khác gì một tên phạm pháp. Từ nhiều tháng rồi chẳng ai tới nhà thờ cả. Mọi nhóm cầu nguyện tự động giải tán. Họ đã tiêu diệt mọi thứ. Cảm ơn. Hãy cho tôi biết sự thật. Có phải cô yêu Ngài không? Phải. Nhưng không phải theo cách mà anh nghĩ đâu. Cô nghĩ rằng người như tôi không hiểu nổi à? Tôi cũng yêu Ngài. Đôi khi hơn tôi yêu chính tôi nữa. Cuộc đời của tôi thật vô nghĩa trước khi tôi gặp Ngài. Tôi thì không thế. Nếu không được gặp Ngài nữa, tôi sẽ ra thế nào đây? Đừng lo gì. Tôi sẽ xem lại mọi hồ sơ cũ. Cách này hay cách khác, họ sẽ phải trả lại cho Ngài cho chúng ta. Bây giờ tôi phải đi đây. Cô phải giữ gìn sức khỏe. Cha có biết cái gì không đây? Cha đọc đi. Đọc cái đầu đề đi. Tên phản Kitô chống lại giáo hội Chúa Kitô. Cha có biết ai là tác giả không? Ông bạn Brunato của cha đấy. Hắn là một tên khủng bố và cha phải ngăn hắn lại. Muốn sao thì cũng được, nhưng cha phải ngăn hắn lại. Chính Đức Thánh Cha cũng rất lo. Bây giờ đã đến giờ giáo hội ký một hiệp ước với chính phủ Ý. Một gương mù kiểu này đến đúng lúc quá đi. Hãy viết cho hắn. Hãy làm bất cứ điều gì cha thấy cần để ngăn hắn lại. Đây là một cái lệnh. Thank you.
Anh muốn gì? Xin chào cha. Tôi muốn gặp Padre Pio. Tuyệt đối anh không được gặp ngài. Nhưng tôi cần nói chuyện với cha ấy. Anh không thấy là anh đã di hại cho ngài sao? Ở Rome người ta cho rằng ngài đã giật dây mọi sự. Không đúng, ngài chẳng làm gì cả. Ngài, tôi phải gặp ngài. Thưa cha, cha có nghe con không? Con biết cha đang nghe con. Con biết cha rất giận con. Nhưng con buộc phải làm như thế. Đây là cách duy nhất để các đấng ở Rome trả lại tự do cho cha. Con không thể vâng lời cha, con không thể. Padre Pio, có người đến này. Pio, Agostino, lâu quá rồi, lâu thật đấy. Rồi, lại ngồi xuống đây đi, tôi cần nói với anh. Vâng, lại đây. Gator, xin nói lại sau có được không? À, xin mời ngồi, thưa cha Raffaele. Anh còn nhớ hồi tôi mới tới Pietrichina với hai mẫu tin, một tốt, một xấu. Dĩ nhiên là tôi nhớ chứ. Hãy bắt đầu với tên xấu trước đi. Đừng lo, tôi quen lắm rồi. Không, Pio. Lần này chỉ có một mẫu tin và lại là tin tuyệt vời. Anh được tự do rồi. Thời kỳ cấm cách đã qua rồi. Điều quan trọng là chúng ta đừng lặp lại những chuyện xưa nữa. Hả? Anh có hiểu không? Điều đó đâu phải do tôi. Ngày 10 tháng 6 năm 1940, giờ sự thật đã điểm. Đám đông đang tụ họp trước quảng trường để đợi tuyên ngôn sau cùng. Hỡi các chiến hữu trên bộ, dưới biển và trên không. Hỡi các hắc quân cách mạng và các sư đoàn. Hỡi công dân Italia, nam và nữ, thuộc Vương quốc Albania. Xin mời mọi người cùng nghe tuyên ngôn cuộc chiến đã được ban ra đúng lúc 2 giờ chiều hôm nay trước sự hiện diện của các đại sứ Anh và Pháp. Nó vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nó nói với con rằng nó nhìn thấy cha. Nó thấy một thầy tu giống y như cha. Cha đã cứu nó khỏi lựu đạn. Ngay bên cạnh nó, xin cảm ơn cha. Cleone, xin giúp cha. Hãy nói với bà Lina đứng dậy đi. Bởi vì cha không thể ở lại đây suốt ngày được. Hả? Mọi cái tốt đẹp đúng không? Padre Pio, chuyện gì xảy ra cho những đứa này? Hãy xem lại chiếc phong bì. Xem ông còn có hình nào khác không? Hình nào đâu cha? Hãy xem ở trong phong bì đó. Tôi rất tiếc, nhưng cả ba đứa đều mất rồi. Thưa cha, xin hãy giúp con. Bà cứ yên tâm, mọi cái sẽ ổn cả. Cảm ơn. Còn con, có chuyện gì vậy? Con muốn xưng tội, thưa cha. Đừng lo, linh hồn của con đã được lành sạch rồi. Cả thân xác của con cũng sớm được chữa lành nữa. Như thế con có thể sử dụng được cả hai chân. Thưa cha, xin cha hãy giúp con. Cứ bình tĩnh, hả? Thưa cha, đây là tàu của chồng con. Tàu của anh ấy đã chìm rồi. Đừng lo, rất sớm con sẽ nghe tin tốt về chồng con. Xin cảm ơn cha. Thưa cha, có một phép lạ.
có gì vậy? Ở Foggia có một trái bom rớt xuống nhà 5 tầng thế mà lại không nổ. Có một đám rất đông người ở đó cầu nguyện trước hình của cha. Thì sao? Nếu kết thúc tốt thì mọi cái đều tốt phải không? Chắc tôi cũng phải sắm một bức hình của ông cha tên là Padre Pio cho chính tôi đấy. Người kế tiếp. Người kế tiếp đi. Thưa cha, không còn ai nữa. Họ đi đâu cả rồi? Con cho họ về hết rồi. Tại sao? Bởi vì cha mệt rồi. Cha đã ở trong đó hơn 10 tiếng đồng hồ rồi. Họ đến đây để tìm cách gỡ thánh giá mà họ phải vác. Cha phải vác thay cho họ chứ. Vâng, nhưng cha không thể vác tất cả nỗi thống khổ của thế giới này. Không phải tất cả, không phải tất cả đâu. Nhưng mà cha cũng phải ráng chứ. Lại đây đi. Lại đâu? Ra ngoài. Nhưng đêm muộn rồi. Không sao, ngoài kia có trăng. Cha muốn cho con thấy cái này. Con nhìn bầu trời kìa. Hãy nhìn cho kỹ, Cleonice. Giữa các vì sao là tên con. Ai viết thế? Nhà thiên văn. Cha nói đùa đấy hả? Đây, ở ngay đây, con thấy không? Hãy nhìn đi. Cha sẽ chỉ cho con thấy. Thấy cái gì? Bệnh viện. Chúng ta không thể cứ xin phép lạ mãi được. Chúng ta phải xây một bệnh viện. Sau cuộc chiến, rất nhiều người sẽ bị bệnh, rất nhiều người sẽ bị tàn tật. Đừng quên rằng Chúa Giêsu đã giúp đỡ các bệnh nhân. Người sẽ tiếp tục giúp kẻ nghèo. Chúa sẽ còn tiếp tục giúp họ nữa. Chúng ta sẽ cho chặt những bụi cây này. Chúng ta sẽ bạt núi xuống. Chúng ta sẽ xẻ đá lấp hố và xây một bệnh viện thật lớn để có chỗ trú ngụ cho kẻ nghèo và người bệnh. Và ở đây, hãy nhớ điều này, các bác sĩ giỏi nhất thế giới sẽ đến. Vâng, nhưng chúng ta cần rất nhiều tiền. Đừng lo, Đức Trinh Nữ mở các cõi lòng, nhưng cũng mở ví người ta nữa. Máy bay đó cha. Cha ơi, ta đi về thôi. Bữa qua ở Benevento có cả hàng trăm người bị giết đấy. Cũng chẳng có gì nguy hiểm. Ở đây chỉ có hai người thôi mà. Thế nào cha? Bà Maria Pai đã làm gì? Còn tất cả những thứ gì chị đem bán hết, chị ấy thu được 20 triệu, cộng với số 10 triệu sẵn có, tất cả là 30 triệu. Nhưng vẫn còn ít quá, thưa cha, vẫn còn ít quá. Để thực hiện kế hoạch của chúng ta cần có phép lạ. Phép lạ à? Hay là có ai đó rủ rê được quỷ Satan chắc? Này, anh chàng cà trớn, lại đây. Mừng gặp lại cha. Cha có khỏe không? À, ôm hôn tôi xem nào. Thế nào rồi? Con có rồi. Con bán được rồi. Đừng lo. Đây là ông Angelo Battisti. Xin lỗi. Tôi là Emmanuel Brunato. Mừng gặp ông. Kẻ cũng cực, tụi Đức đồng quá ở quanh Paris. Tuy nhiên, con đã bán được giá thật thời, ngay trong thời chiến. Đây là tờ ngân phiếu.
Đây là 3 triệu Phật lăng. 3 triệu đấy chà. Hãy đưa cho ông ấy coi. Ông ấy lo tiền bạc đấy. Xin làm ơn. Bây giờ anh có thể đến đây và xưng hết tất cả tội lỗi mà anh đã phạm để có được số tiền đó. Cũng không nhiều. Không nhiều. Thế nào là không nhiều? Con vào được không cha? Thưa cha, đây là kiến trúc sư ông Candeloro. À, kiến trúc sư à? Xin chào cha. Thưa cha, con phải xin lỗi cha. Sao? Đừng lo. Anh đã vẽ một đề án tuyệt vời. Thưa cha, tên con không phải là Candeloro, mà là Angelo Lupi. Và con không phải là kiến trúc sư, mà con là thợ chụp ảnh. Anh không phải là kiến trúc sư à? Thế anh làm nghề gì? Thưa cha, con là thợ chụp hình. Anh cũng không phải là thợ chụp hình đâu. Anh có nhớ khi anh chụp hình người chết, anh đã lấy thuốc đánh mặt họ để làm họ giống như là còn sống. Anh có nhớ không? Hả? Rồi anh làm nghề mộc. Anh làm nghề thợ mộc. Rồi anh lại làm thợ hồ. Lại tiếp tục đi lừa người ta nữa. Anh lại tới đây gặp tôi. Và bây giờ anh phải tìm hết cách để thực hiện điều anh đã lập lên đề án đây. Không thể được, thưa cha. Tại sao lại là không? Tại sao không thế? Một kiến trúc sư ở Foxia đã đâm đơn kiện con bởi vì con đã làm đề án giả, con sắp bị truy tố. Ok, anh kiến trúc sư ở Foxia đó lấy quyền gì mà kiện anh? Này, anh ta đỗ bằng do ai? Do một trường đại học, do một giáo sư nào đó cấp bằng phải không? Thì bây giờ anh được chính Chúa phát bằng kiến trúc sư cho đây này. Hãy chụp bức hình với Padre Pio đây. Hình sẽ đem lại cơ may cho quý vị. Nào, mau đi. Mời chụp chung với Padre Pio. Không, không. Hãy nhìn vào đây, nhìn đây này. Tốt lắm, nhưng mà đừng nghiêm thế. Hãy mỉm cười đi nào. Nào, đừng có động đậy, nhìn vào đây. Này, tôi đếm nhá. Tôi đếm 3, 1, 2, 3. Tốt lắm. Cơ hội rất là hiếm hoi. Hãy chụp hình với Padre Pio, mau lên nào. Nào chụp hình cho nó được. Gặp may nào, khỏi xui xẻo. Mà này, anh làm gì ở đây thế này? Thưa cha, tôi đang làm việc nghiêm túc lắm. Anh làm gì vậy hả? Có hay không? Hả? Có không? Đi đi, cút đi. Cút đi, cút đi. Thế đây là cái chợ à? Đây là cái chợ à? Chỗ này là nơi cầu nguyện. Đây là nhà cầu nguyện. Người ta đến đây để cầu nguyện. Cút hết đi. Về nhà đi. Một nghĩa cử tuyệt đẹp, rất ấn tượng. Nhưng người ta đâu có tôn trọng cha. Người dân của một thị trấn có thầy tu được in 5 dấu. Họ đâu còn gì khác đâu. Nhưng cha đã làm cho họ ra hư hỏng. Và người nào làm hỏng anh chị em mình thì xúc phạm đến họ và đến chính Chúa. Con chỉ muốn giúp đỡ họ mà thôi. Không.
Cha lợi dụng sự sợ hãi của người khác. Trong thời chiến đâu có gì để mà nói anh này trở lại anh kia không. Anh đã lợi dụng chính Chúa để hiến mình, biến mình thành một vị thánh sống. Con không phải là thánh. Thôi cái trò giả bộ khiêm tốn đó đi. Ông luôn đóng vai là nạn nhân, là kẻ bị bách hại. Ông muốn luôn luôn làm cho người ta tin rằng ông bị giáo hội kết án. Không đúng. Tôi biết là không đúng. Có những đức thánh cha đã kết tội ông, nhưng lại có những giáo hoàng khác như Pacelli và Montini lại bảo vệ ông, còn luôn luôn yêu mến giáo hội. Nếu cha cứ khăng khăng chối từ tội lỗi của mình, thì chẳng ai có thể tha thứ cho cha được. Và tôi đang tự hỏi tôi đến đây để làm gì, để có ích gì. Tới lúc này cha không cần tôi, mà cha cần một bác sĩ. Tôi sẽ đi gọi một ông. Đừng, xin đợi. Xin hãy tin con đi. Xin đừng bỏ con một mình. Con muốn nói với Đức Cha một điều. Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Có chuyện gì vậy? Con biết bao nhiêu người, cha mệt quá rồi. Ngày mai hãy trở lại. Đừng lo gì về họ. Ngày mai, những người cần nói chuyện là ai thế? Ai đấy? Có một ông cha trẻ đang đợi cha. Ngài đến từ nơi rất xa. Thế thì tôi không thể từ chối cha ấy được. Tên cha là gì? Karol Wojtyła. Lại đây đi cha. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện. Đêm đó chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện. Đến hôm nay tôi vẫn còn cầu nguyện cho Ngài. Một ngày kia, Ngài sẽ là giáo hoàng. Một giáo hoàng thánh thiện. Đừng quên điều này. Như thế Đức Cha sẽ biết con có nói thật hay không. Cha có muốn nghỉ hay là tiếp tục? Ở quê tôi người ta nói có ba điều vô ích: gội đầu cho những con lừa, múc nước đổ vào biển, và giảng cho các cha. Ngài có biết không? Chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Từ rất nhiều năm trước. Ngài đã đi ngang qua con mà chẳng thèm nhìn con. Cậu ấy đang gọi cha. Cậu ấy đang gọi cha. Họ muốn giết con. Xin hãy giải tội cho con. Con không muốn bị xử tử, bị chết như thế này. Tại sao Ngài lại không tha tội cho cậu ta? Cậu ta còn bé quá. Phải giúp cậu ấy chứ. Tại sao lại không tha tội cho cậu ta? Ngài không thấy sao? Cậu ấy cần Ngài. Phải giúp cậu ấy chứ. Phải giúp cậu ấy chứ. Phải giúp cậu ấy chứ. Có phải cha muốn nói với tôi rằng cha có khả năng hiện diện ở hai nơi trong cùng một lúc? Cha có biết rằng người ta đã tố cáo là cha đã dùng ma thuật, trong khi biểu tượng duy nhất của Kitô giáo đó là chính Đức Kitô. Con chỉ mang Chúa Kitô nơi thân xác của con thôi.
Cha có coi mình như một Đức Kitô khác không? Giống như là đồng cứu thế không? Không. Không đâu. Nhưng cha muốn người ta tin chuyện đó không? Tôi chỉ chia sẻ nỗi thống khổ của người thôi. Francesco, cha, xin lại đây, xin cha lại gần chỗ lửa này. Francesco, cha muốn đi đây, cha muốn trở lại Pietrelcina một thời gian. Được cha, xin cha hãy trở lại đó. Nhưng con thấy cha không có tiền để đi, con cho cha một ít đi. Con à? Cha ơi, con không có tiền. Nghĩa là sao? Con không có tiền thật à? Thật à? Tiền ở các nơi tuôn về với con. Thưa cha, đó không phải là tiền của con. Tiền đó để xây bệnh viện. Vậy thì cha hãy ở lại đây. Ở đây cũng rất là tiện lợi. Hãy xem nó là thứ con nào đây. Tôi đã phải đi qua Mỹ 2 lần để cho nó có tiền đi học. Thế mà bây giờ tôi cần chút tiền để về Pietrelcina, nó cũng không cho tôi. Cha ơi. Cha ơi, con không có tiền. Cha ơi! Cha ơi! Cha sao thế này? Cha ơi! Cha làm sao thế này? Sao thế này? Có ai giúp tôi không? Xin giúp tôi! Cha ơi! Con muốn giải tội cho cha. Sao tôi yếu thế này cơ à? Vâng. Hãy đợi một chút, Francesco. Nếu con cầu nguyện cùng chú, chắc ngài sẽ chữa lành cho cha. Không được, cha. Đã có giao ước giữa Chúa và con, rằng con sẽ không bao giờ xin bất cứ gì cho mình. Ngài làm mọi sự cho mọi người, nhưng chẳng có gì cho con. Nhưng cha sợ. Cha không muốn chết. Hãy xin ngài, ngài luôn nghe lời con mà. Không thể được, thưa cha. Xin cha hãy xưng tội. Cha có gì xấu hổ không? Vậy xin cứ làm thế này, thưa cha. Con sẽ nói ra các tội của cha. Và cha chỉ việc nói. Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Có được không, cha? Thank you.
Francesco. Hãy cầm tay cha. Liệu Chúa có tha cho cha không? Con nói với Chúa rằng cha con có bàn tay chai cứng, nhưng ông ấy có trái tim rất dịu dàng. Con yêu cha lắm. Cha cũng yêu con lắm, Francesco. Cha cũng yêu con. Francesco, ngươi quá lo lắng săn sóc cho kẻ khác, nhưng ngươi lại không lo lắng được cho người thân của mình. Tại sao lại không biết an ủi mình? Ta đem đến cho ngươi kẻ có thể làm dịu lòng ngươi. Hãy cút đi hỡi đồ dơ bẩn. Cô ta đang đợi ngươi ở dưới nhà hầm. Cô ta đang ở đó. Đi đi, cô ta là của anh. Anh ngốc thật đấy. Nếu anh không chụp lấy cơ hội này, sẽ có người lấy mất của anh đấy. Cút đi! Cút đi! Cút đi! Ta mang nó đến đây cho ngươi. Nào, hãy chụp lấy cơ hội này đi. Hãy chụp đi. Người ngốc quá. Hãy để cô ấy yên. Người ngốc quá. Hãy để cô ta yên. Anh có thấy ai kia không? Diễn viên Lea Padovani đấy. Chúa ơi, bên ngoài cô ta còn đẹp hơn cả trong phim nữa. Thưa cô Padovani, xin cho em chữ ký. Cảm ơn cô. Hãy lại đây con ơi, bắt đầu đi. Và đừng quên, con không đến đây để đóng phim.
con phải nói tất cả sự thật. Con không đến đây vì mình, nhưng vì người con yêu. Cha biết con yêu anh ấy lắm, nhưng cha cũng biết rằng anh ấy không phải là chồng con. Anh ấy đã có vợ rồi, đúng không? Anh ấy đang bị bệnh rất nặng. Các bác sĩ nói rằng anh ấy chỉ có thể sống được vài tháng nữa thôi. Con không phải là người có thể cứu sống anh ấy đâu. Nếu con không rời bỏ anh ấy, con sẽ làm anh ấy chết trong tội lỗi. Nhưng thưa cha, con yêu anh ấy. Sao con có thể bỏ anh ấy được? Hãy chọn đi, tình yêu của con hay mạng sống của anh ấy. Thôi, con đi nơi khác đi. Nhưng thưa cha, con không thể. Thôi đủ rồi. Đừng nghĩ rằng cha có thể tha tội cho con. Hãy chịu khổ nếu con có khả năng. Hãy im miệng và cầu nguyện. Rồi đi ra đi. Thưa cha. Chị muốn xưng lại hả? Tôi muốn gặp lại ngài, xin giúp tôi cần lắm. Xin các chị cảm phiền nhé. Con đã quyết định thế nào, con gái của cha? Con xin rời bỏ anh ấy, thưa cha. Con rời bỏ anh ấy để anh ấy được sống. Anh ấy sẽ sống. Anh ấy sẽ sống. Thế còn con? Chúa Giêsu vẫn luôn là bạn của con. Con sẽ không bao giờ phải cô đơn. Cha tha tội cho con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa Cha, con muốn được làm con gái của Cha. Nhưng con đã là con gái của Cha rồi. Đã từ lâu lắm rồi. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Bệnh viện này sau cùng đã hoàn tất. Con nghĩ rằng mỗi ân nhân sẽ từ nhiều nơi trên thế giới đến đây. Đây là nơi mà Chúa Quan Phòng đã muốn đem lại cho chúng ta qua sự giúp đỡ của quý vị. Tôi xin được giới thiệu với quý vị. Hãy trân trọng nó và hãy cùng chúng tôi chúc lành cho nó và cầu nguyện cho tất cả những ai góp phần làm việc cho những tâm hồn tổn thương và thân xác bị đớn đau. Các vị là bác sĩ có một sứ mạng là cứu sống các bệnh nhân hả? Nhưng thật đáng buồn nếu các vị không đem lại sự sống. Thuốc thang không đủ đâu. Và cũng phải nhớ một điều khác.
Bệnh viện được xây dựng là để cho bệnh nhân, chứ không phải là cho bác sĩ đâu. Tục ngữ có nói một con chuột giữa hai con mèo còn tốt hơn là một bệnh nhân giữa hai bác sĩ. Thôi tôi phải đi đây, nếu không tôi lại bị nhiễm bệnh bây giờ đây này. Xin mời cha ngồi, chúng tôi không có nhiều thời gian. Dạ, tôi đứng thì tốt hơn. Tôi nghĩ chắc phải có chuyện gì gay cấn lắm đây. Tôi nghĩ lại có chuyện chẳng lành đến với tôi rồi. Xin làm ơn cho tôi biết lần này tôi đã làm gì đây? Không. Lần này chúng tôi không đến để xử phạt cha, nhưng bởi vì chúng tôi cần đến cha. Chúng tôi đã đặt tiền vào một ngân hàng chẳng ra gì. Chúng tôi để tất cả tiền vào đó để sinh lợi. Khổ nỗi tiền này lại là tiền của nhiều giáo dân gửi cho chúng tôi. Thế nhưng ngân hàng đó vỡ nợ, chủ ngân hàng bỏ trốn ra nước ngoài. Bây giờ chúng tôi nợ khoản tiền của giáo dân đã tin tưởng gửi cho chúng tôi. Thế cái anh chàng chủ ngân hàng, phù thủy của cái chuyện vay vay mượn mượn anh ta cho các cha, cái số lãi là bao nhiêu? Có lúc lên tới 9%. Chúng ta không phải là những tu sĩ duy nhất có liên quan, mà còn rất nhiều dòng tu khác. Nếu chúng tôi không giải quyết được vụ xì căng đan này, tai họa không biết đâu mà lường được. Con chỉ có thể cầu nguyện cho các cha thôi. Con mong Chúa sẽ nhận lời con. Có lẽ cha chưa hiểu ý chúng tôi. Chúng tôi cần số quỹ cha đã gây được để xây bệnh viện. Tiền đó được ủy thác cho con để con có thể chữa lành các bệnh nhân. Không phải để giúp các cha trả nợ. Tôi nghĩ rằng tôi không cần phải nhắc lại với cha rằng cha có khấn lời khấn vâng lời. Con đang vâng lời đây. Đúng rồi, con đang vâng lời đấy. Here. Này, xin lấy đi. Con xin trả lại tất cả những gì mà con có. Đây này, một cái kẹo đấy này. Còn tiền của bệnh viện thì không ai đụng vào đây được. Đấy có phải là quyết định sau cùng của cha không thưa cha? Tôi chỉ có một lời mà thôi. Lại thấy căng thẳng rồi đấy cha. Hả? Mình có thể làm gì được? Đây là công việc của Satan, nó làm cho anh giết em đấy. Họ giết cha thì có. Cha phải tự vệ chứ. Ít ra là lần này cha không thể làm được, Emmanuel ạ. Cha mệt quá rồi. Cha cầu xin Chúa để Chúa sớm gọi cha về và giải phóng cha khỏi chuyện này.
Và lại, cha cũng không thể làm chú thất vọng vì cha. Nhưng chuyện này con làm được. Anh được bao nhiêu tuổi rồi, Emmanuel? 70 rồi. Mà thưa cha, sao cha lại hỏi? Ở tuổi 70, anh còn muốn làm chuyện rồi bu à? Hả? Tuổi đó không thích hợp nữa đâu. Anh hãy nghĩ đến phần rỗi linh hồn của mình đi. Con không muốn thấy cha gặp phiền hà. Điều này đã từng xảy ra cho Chúa Giêsu đấy. Hey, ở đây làm sao thế này? Này, nhìn cha đi này, xem cha đem cái gì lại này. Có ăn không hả? Con có muốn ăn không? Ăn đi nào, 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 ăn đi. Can đảm lên nào, Pellegrino. Hãy lấy bút ra, bắt đầu viết đi. Viết đi. Viết. Giuseppe thân mến, đừng lo lắng, Padre Pio đang cầu nguyện cho sức khỏe vợ của ông. Nhưng cả ông nữa cũng phải cầu nguyện hả? Nếu cả hai chúng ta cùng cầu, sẽ hy vọng nhiều hơn. Thưa cha, cha gọi con hả? Bởi vì Đức Nữ Trinh quyết định cho tôi ở lại đây. Viết tiếp đi, Pellegrino, viết đi. Mọi việc diễn tiến rất tốt đẹp. À, Pellegrino, xem đây đi. Khi con trả lời thơ, con hãy để một chút tiền vào trong phong bì. Đây là người thiếu thốn. Đừng quên nhé, phải ghi lại đi. Gemma. Thơ của Gemma, con có nhớ con nhỏ này không, Pellegrino? Bé này sinh ra không có con ngươi. Thế mà bây giờ đã nhìn thấy đấy. Nó lại đi học rồi. Angelo, hãy nghe đây. Anh phải tìm ra những phòng rất rộng. Anh hiểu không? Những phòng rất rộng. Chúng ta phải mở những hợp tác xã lương thực cho người nghèo. Nếu gặp rắc rối gì phải cho tôi biết ngay được không? Vâng, con sẽ gọi cho cha. Rồi. Đi đi, Angelo. Anh phải tìm thu mua với giá thật rẻ, hết sức rẻ bao có thể. Vâng, được rồi. Được rồi. Leonis. Con đem chiếc bánh cha thích đây. À, cảm ơn con. Thơm quá đi. Ngon lắm đây. Tốt lắm, cảm ơn con. Cleonice, có một bầu khí không tốt lắm quanh đây, con thấy không? Tốt hơn con đừng đến tu viện trong một thời gian nữa. Nhưng thưa cha, nếu không có cha, con không chịu nổi. Nhưng lúc nào con chẳng có Chúa Giêsu á? Và con phải biết người quan trọng hơn là cha. Đừng lo gì.
con luôn có một chỗ ở đây trong trái tim cha. Thế con, cha sẽ làm gì thưa cha? Con làm quà cho cha cái khăn này đi. Với cái này từ trên cao kia cha có thể vẫy chào con. Tại sao lại phải vẫy chào con? Tại sao lại phải ra đi? Đi loanh quanh để gây rối một chút. Rồi con sẽ thấy Cleonis. Khi chết rồi Padre Pio còn gây rắc rối nhiều hơn là lúc ông còn sống. Cha nói gì vậy? Cha phải luôn ở với chúng con chứ. Agostino, Agostino, con nóng lòng muốn gặp lại cha Sít Bao. Xin lỗi con, xin lỗi con. Tại sao? Cha là thầy của con, cha dạy con đủ thứ. Tôi đã không bảo vệ được đứa con của tôi. Không, không đúng, không đúng đâu. Lại, họ lại tấn công con nữa đấy. Họ sẽ tấn công. Nhưng cha đừng lo lắng cho con. Pio, con của tôi, hãy tha thứ cho tôi. Cha có muốn canh tân lại lời khấn dòng không? Lời khấn của cha, con sẽ canh tân lại dùm cha được chứ? Tôi, Linh Mục Agostino thuộc tu viện San Marco tại Lamis, tôi tuyên khấn lại và xin hứa với Thiên Chúa Cha Toàn Năng và với Cha Thánh Francisco sẽ suốt đời tuân giữ luật đời sống của anh em hèn mọn, sống vâng phục, nghèo khó, không hề tích lũy của cải và sống trong sạch. Còn con, Padre Pio quê ở Pietrelcina, nếu con giữ tất cả những điều luật này, con xin hứa nhân danh Chúa, con sẽ được đời sống vĩnh cửu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cha cho chúng tôi được gặp riêng. Trước hết tôi muốn biết tại sao cha lại chi chuyển số tiền của bệnh viện sang cho tài khoản EOR theo như lệnh cha đã nhận. Trước hết vì gần đây con không được khỏe. Không thể tưởng tượng nổi một tu sĩ hèn mọn khấn dữ khó nghèo mà lại có trong tay cả nhiều trăm triệu. Con chẳng có gì trong tay.
Tiền đó ở trong tay của ban quản trị bệnh viện. Tuy thế, xin hãy đưa giấy cho con, và con sẽ ký bất cứ điều gì Đức Cha muốn. Con sẽ ký bất cứ cái gì, miễn là con được là linh mục mãi mãi. Chúng ta phải trao đổi về cả chuyện đó nữa. Tôi phải thẳng thắn nói với cha, tôi chẳng bao giờ tin cha. Cha là một thị nhân với hoang tưởng rằng mình được chia sẻ sự thống khổ của Đức Kitô mạnh đến độ năm dấu ấn đã hiện ra. À, Đức Cha cứ thử hoang tưởng rằng mình là một con bò mộng, liệu có hai cái sừng mọc ra trên đầu của Đức Cha không? Người ta nói rằng cha có những tương quan quá thân mật với một vài phụ nữ ở trong nhóm cầu nguyện của cha. Không đúng, tất cả chỉ là vu khống. Nhưng cha không thể phủ nhận đã có một vài ưu đãi trong tương quan với cô Cleonice Morcandi. Đúng, con đâu có phủ nhận điều gì đâu. Cleonice là con gái yêu quý của con. Nhưng Thánh Francisco cũng đã chọn Thánh Clara. Nhưng Clara đã đi vào tu viện, còn Cleonice đã đi vào phòng của cha. Cleonice là một cô gái kiêu kỳ. Nếu tôi không gần cô ấy có lẽ đã bị hư mất. Còn cha, thế cha đã cứu cô ấy à? Hay là làm hỏng cô ấy? Tội cho con gái của tôi. Con đã là nạn nhân của biết bao nhiêu lời đồn đãi. Cô ấy là người duy nhất còn trung thành theo con đấy, Đức Cha biết đấy. Cả con nữa, con cũng cần được ủi an chứ. Thế là ông thú nhận mình yếu đuối. Tương quan giữa ông và Cleonice không phải chỉ có tính cách siêu nhiên. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Ai cho ông có quyền tới đây để sỉ nhục tôi, hả? Ông không thấy tôi à? Hãy nhìn rõ đi, tôi 70 tuổi rồi, tôi già, tôi mệt, tôi bệnh rồi. Thế mà còn ông còn tố gan tố cáo tôi bất chính với một phụ nữ hả? Tôi chỉ đi tìm sự thật. Không, không, ông đi tìm những sự dối trá. Để có được nó, ông đã biến ông thành một tên nghe lén, một giám mục mà đi nghe lén những bí mật thiêng liêng nhất của Chúa. Ông đã ra lệnh cho gắn máy micro nơi tòa giải tội của tôi. Không đúng. Tôi đã không ra lệnh đó. Có. Và lần này, tôi là người không tin Đức Cha. Tôi không tin ông. Ông biết. Và ông đã chẳng làm gì để can thiệp chuyện đó. Cha đi đâu thế? Tôi ra lệnh cho cha trở lại. Chuyện chúng ta chưa xong. Tôi xong rồi. Xong rồi. Nếu ông có viết giấy ra lệnh cho tôi đã có quá nhiều giấy loại đó rồi. Có đọc thêm một tờ nữa cũng chẳng nhăm nhò gì cả. Chuyện gì thế? Padre Pio, Padre Pio, cha có sao không? Vội lên, qua bệnh viện, đem một bác sĩ qua đây ngay. Xin giúp tôi. Xin giúp tôi. Xin giúp tôi. Có chuyện gì thế? What sign is this?
dấu hiệu gì đây? Sao lại phải đợi? Đợi vô ích quá đi. Tôi không muốn đợi ông ta. Uổng thời gian. Phải đánh chết nó, phải tìm cách tiêu diệt hắn đi. Tôi sẽ làm. Tôi sẽ tiêu diệt hắn. Ta sẽ đánh hắn. Ta sẽ giết hắn. Ta sẽ đánh cho nó chết. Tôi nói đúng mà. Lão già đó không xuống nhà thờ làm lễ được đâu. Cha làm gì vậy? Cha phải nghỉ trên giường chứ. Cha cho rằng hắn hạ được tôi rồi. Hắn đâu có biết rằng đây là trận chiến cuối cùng. Tôi không thể thua được. Trận đấu cuối cùng với hắn đây. Tại sao trên thế giới này lại có sự dữ? Xin hãy nghe tôi thật kỹ. Có một bà mẹ nọ đang thêu hình trên một khung thêu. Và em bé ngồi ngay bên cạnh mẹ. Em ngồi trên một chiếc ghế đầu thấp. Em bé nhìn vào tác phẩm mẹ thêu, nhưng em lại nhìn chiều trái của bức thêu. Em nói: Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Sao bức thêu này xấu quá thế? Bà mẹ sẽ làm gì? Bà hạ thấp tấm vải thêu xuống và cho em bé thấy bên kia của bức tranh thêu. Mọi màu sắc tuyệt diệu. Mọi sợi chỉ hài hòa với nhau tạo nên một tác phẩm tuyệt diệu. Cút đi. Cút đi. Đem cô ta lại đây. Ông làm gì thế hả? Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi hỡi Satan, hãy ra khỏi bà này. Hãy ra khỏi bà này.
nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi Satan, hãy ra khỏi bà này. Hãy ra khỏi bà này. Đấy, quý ông bà đã nhìn thấy sự dữ chưa? Sự dữ chẳng khác gì mặt trái của bức tranh thêu. Tất cả chúng ta đang ngồi trên những cái ghế đầu thấp. Đấy là chuyện của con. Câu chuyện của con là chuyện của người thợ mộc. Con vào đời nghèo khó, và con rời bỏ cuộc đời cũng nghèo. Sự thật là con đã phạm rất nhiều lỗi lầm, và có lẽ chẳng có ai trên thế giới này xấu hơn con đâu. Con rất ngu dốt, và con đã gây ra biết bao chuyện rắc rối. Nhưng con nghĩ con đã tạ lỗi khá đủ rồi. Con có làm cho Đức Cha thấy chán không? Xin cứ tiếp tục nói đi. Đức Cha nói rằng con đã phản bội niềm tin của quần chúng, con đánh lừa họ. Nhưng con đã phải chọn giữa sự phê phán của giáo hội và sự tuyệt vọng cùng khốn. Đức Kitô là đấng đã nắm cổ con, và người vẫn tiếp tục. Con không hiểu rõ kế hoạch của Thầy Chí Thánh. Người ta nói rằng con bịa đặt ra mọi chuyện. Và bây giờ, cho dầu Đức Cha không muốn đi nữa, xin hãy làm ơn tha tội cho con. Xin đừng để con kết thúc như thế này, một đứa bé thật tội nghiệp. Đứa bé nào? Thằng bé chết trong cuộc chiến đó. Cha giúp con. Xin làm ơn, xin giúp con đi. Xin giúp con, họ muốn giết con. Xin hãy giải tội cho con. Con không muốn chết như thế này. Đức Cha không bao giờ giải tội cho nó, có đúng không? Bản tính con người thường hay sợ hãi. Dầu sao chính con đã ban ơn tha tội cho nó. Và bây giờ xin hãy chăm sóc cho con. Thưa Cha, Cha đang làm gì đây? Chính Cha phải tha tội cho con. Không,
Không, Đức Cha đã làm điều Đức Cha nghĩ là đúng, và bây giờ là kết thúc. Nhưng con đã bách bức Cha, chỉ trích Cha và kết án Cha. Giáo hội chỉ làm điều mình phải làm mà thôi. Nếu Đức Cha không kết án con sẽ chẳng bao giờ được ơn cứu độ. Chúa ơi, con thật là mù quáng. Lúc nào cũng giống như hai môn đệ trên đường Emmau. Đức Kitô ở ngay bên mình, cùng đi với mình, mà mình lại không nhận ra người. Con tự hỏi xem Chúa và Cha có thể tha thứ cho con không? Dạ, cả Chúa lẫn con đã tha thứ rồi. Nhưng bây giờ Đức Cha phải tha tội cho con. Nhờ quyền năng được giáo hội ủy thác cho tôi, tôi tha tất cả các tội Cha đã phạm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin hãy đi đi. Con đã làm Đức Cha mất quá nhiều thời giờ vì con. Tuy thế, trước khi ra đi, con muốn Cha biết rằng Đức Thánh Cha rất trân trọng và kính phục Cha. Xin cảm ơn. Ngài là một vị giáo hoàng tuyệt vời. Xin Ngài hãy cầu cho con một kinh. Không, thưa Cha, chính Ngài muốn xin Cha, và cả con cũng xin Cha đọc kinh cho con. Có biết bao ơn lành, biết bao điều tốt đẹp, có biết bao phép lạ Cha đã ban cho con. Chúa đã đến để sống và chịu đau khổ trong thân xác của con. Con ở trong Chúa và Chúa ở trong con. Một nhiệm màu diệu vợi làm sao. Xin cảm ơn Cha thân yêu. Được rồi, con đã sẵn sàng bất cứ lúc nào Cha muốn.
con. Padre Pio, quê ở Pietrelcina, đã khấn và đã hứa trung thành suốt đời con, tuân giữ luật và cuộc đời thánh hiến của người tu sĩ hèn mọn. Hãy cho cha cái khăn tay này làm quà, để từ trên cao cha có thể vẫy chào con. Tại sao cha lại phải vẫy tay chào con? Thế cha đi đâu? Đi loanh quanh, gây chút rắc rối cho vui. Padre Pio mất ngày 23 tháng 9 năm 1968 và ngày 2 tháng năm 1999, Đức Thánh Cha John Paul II nhì đã phong chân phước cho ngài tại mộ Thánh Phaero. Hàng năm có hơn 7 triệu người đến hành hương tại San Giovanni Rotondo để viếng mộ ngài.